one year. And my family is happy. I am. Okay. Okay. What about you? Chia cái khăn ở giữa mà có tác dụng gì? Chia cho mấy cho nó ấm. Ấm cái gì mà được? Anh đắp anh không có nhận gì thôi thì em hỏi em mỗi tay khác không? Ủa? Anh cắt anh tay thôi. Anh là người đắp anh phải tự cảm nhận chứ. Nếu mà em là em sẽ nói là đắp cho anh rồi. Thank you.
Kêu không có địa chỉ ở đâu không? Xa lắm. Tôi quên Việt Nam. Sao anh đã địa chỉ không? Thank you.
nghe thì chị nghe. Okay.
Thank you.
bây giờ nó không có ngon lắm. Mà nãy nó mấy em ừ, phải làm ngon. Ừ, để đi. Thank you.
Tuy hả? Cái gì ta? Làm xíu thì tôi đi. Ăn ngon mà nó lên. Ăn ngon mà đó. Chắc hai đứa cũng cái đau. Ta cho nằm nhảy dựng luôn. Rồi á. Rồi đấy. Anh nói chắc tượng trưng thôi với em. Anh nói đừng có tượng trưng với tụi em. Chắc anh đặt hai đứa ngon mà anh ngon mà anh chỉ nói cho vui thôi. Nhưng mà làm thiệt. Ngon mà. Muốn bẻ thì cứ bẻ luôn. Không bẻ thì cứ bẻ luôn nha. Chắc cái cứ chút ép mà sắp đứng cái bắt mệt nói gì nhỏ chọc bạn Âu hả? À, Âu. Tên của em là
Người dân Âu đúng không? Ừ, Âu. Kêu cuốn quen á, kêu cuốn nhỏ á. Ừ. Ok, mình đổi lại nha. Nó đây là khu thủy, nhưng mà trong đây có người tên thủy, không có kêu được tên. Ừ. Cái kiểu Âu ha. Âu tên nghe lắm. Chứ Âu gọi là gì? Thái Âu. Thái Âu tên đẹp luôn. Thái Âu hả? Dạ. Chứ Âu không thì nó tống cái miệng. Chữ Âu đi quen rồi. Tên đây chữ Âu. Thái Âu hả? Chữ Âu thôi được. Minh Âu. Ta nói chữ Âu thôi là được nha. Yêu cầu Âu. Không, sao không có được em. Chữ Âu. Thái Âu cho nó dễ. Thúy Âu. Không mà, có nhức đầu á. Qua đây có mắt sơn. Mắt sơn. Trời sợ quá, sợ quá, căng vãi nè.